Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với Bình Dương Lane Review, nhằm cái mục đích là cung cấp cho anh chị những cái thông tin, đặc biệt là những cái dự án hiện tại đang rủi ro tại khu vực Bình Dương, để tránh những trường hợp anh chị đầu tư cũng như là những anh chị đang mắc phải mà không biết là xử lý tình hình như thế nào. Hiện tại bây giờ dự án khu nhà ở Đức Phách 3 đang được tập hợp bởi những quỹ khách hàng để kéo lên dự án cũng như là công ty đất nguồn. Đặc biệt là những anh chị nào đã bị mua trong dự án này mà không có đất. Hiện tại bây giờ thực tế của dự án giữa công ty Đức Phát và đất nguồn đã hủy ủy quyền cho đất nguồn rồi. Như tuy nhiên rằng đất nguồn này hiện tại đang kêu gọi những anh chị nào mà không có đất thì sẽ ký thanh lý. Tuy nhiên rằng ký thanh lý và những anh chị lên nhận tiền thì rất là khó khăn. Có những anh chị đòi từ 1 đến 2 năm rồi vẫn không có tiền để trả lại. Mà trong khi đó cái hợp đồng khi anh chị ký thanh lý là tự nguyện và coi như là hủy không có đất luôn, chứ không phải là trả tiền đủ cho anh chị. Lúc đó là mới được là hợp thức hóa là trả lại tất cả những cái hồ sơ, giấy tờ thì lúc đó mới được bán cho người khác. Đây là không có tiền và cũng mất đất luôn anh chị ha. Cho nên là anh chị nào mà mua dự án, lỡ mua dự án Đức Phách 3 này thì hãy cẩn thận, cũng như là ký tá bất cứ giấy tờ gì thì cũng đọc cho thật kỹ. Cần hỗ trợ thông tin gì thì có thể liên hệ với Bình Dương Land Review. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng đang tập hợp nhóm lại để đòi tiền lại của công ty đất nguồn này. Còn riêng về dự án anh chị nào đang chờ đất thì trong hiện tại dự án Đức Phách 3 này là những anh chị mà mục tiêu là đang chờ đất á, thì bắt buộc anh chị phải gặp được ba bên ha, hẹn được Đức Phát để Đức Phát xác minh anh chị có phải chủ của lô đất này hay không, chứ không có là mai mốt lại dính vào cái trường hợp là tranh chấp. Hiện tại thì dự án cũng đã nộp về nghiệm thu hạ tầng của khu nhà ở Đức Phách 3 này để bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên rằng cái thời gian như thế nào thì bắt buộc anh chị phải liên hệ với bà Ngân là đại diện pháp lý của công ty Đức Phát anh chị ha, để làm rõ vấn đề này. Anh chị nào chờ đất thì anh chị cũng phải có cái giấy tờ xác minh đúng chính xác tại anh chị mua qua đất nguồn đó. Cho nên là bắt buộc anh chị phải có xác minh của bên Đức Phát để tránh cái trường hợp sau này anh chị ha. Còn anh chị nào đã lỡ ký của hợp đồng thanh lý này rồi thì cũng đang tập hợp để đi đòi tiền hàng ngày, hàng tháng, để chừng nào trả tiền đủ thì thôi. Còn về nộp đơn kiện á, anh chị nào chưa ký thanh lý thì anh chị nộp đơn kiện về không có đất ở bên đất nguồn thì nó dễ hơn cho anh chị ha. Nộp về công an tỉnh Bình Dương về cái tội danh là dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để công an tỉnh Bình Dương có thể là ra vào và kiểm tra cũng như điều tra cho anh chị có sự câu kết hoặc là hội nhóm lợi ích nhóm nào và lừa đảo khách hàng thực tế hay không. Còn những anh chị nào lỡ ký cái này rồi mà đã nhận 50 triệu rồi thì nó lại quy về cái tội là dân sự về nợ tiền. Đấy, cho nên rằng đòi cái này rất là khó. Anh chị kiện về tòa án của tỉnh hoặc là tòa án của Bến Cát cũng đều xử và hứa hẹn thôi. Lên trên đó hứa trả tiền lại chúng ta nhưng mà lên lại cũng không có tiền. Đó là những cái thực tế của khu nhà ở Đức Phách 3. Anh chị nào đang có nhu cầu hoặc là cần hỗ trợ về dự án này thì có thể liên hệ với hotline của Bình Dương Land Review để chúng tôi kịp thời hỗ trợ cho anh chị, cũng như là tập hợp cái nhóm đông để có những cái sự đoàn kết cho anh chị ha. Nhiều anh chị vẫn chưa biết. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ Bình Dương Land Review và hy vọng anh chị sẽ luôn ủng hộ chúng tôi chia sẻ video giúp cho những khách hàng để tránh cái trường hợp gặp phải những cái rủi ro như thế này, và cũng như là hỗ trợ để làm trong sạch hơn cái thị trường bất động sản. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Hy vọng anh chị sẽ ủng hộ bằng việc ấn like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.